Ngay sau khi dự thảo quy định mới được đưa ra, thị trường đã có những phản ứng mạnh. Các tên tuổi công nghệ hàng đầu Trung Quốc đã mất tổng cộng gần 300 tỷ đô la Mỹ vốn hóa trong phiên vừa qua. Dẫn đầu đà bán tháo chính là Alibaba với mức giảm hơn 8%, bất chấp doanh thu kỷ lục hãng đạt được từ sự kiện mua sắm ngày độc thân. Tencent, JD.com hay Xiaomi cũng ghi nhận mức giảm từ 5 đến 8%. Diễn biến mới này cũng diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi một quy định mới đã buộc Ant Group, nhà thanh toán điện tử số 1 nước này, phải hoãn vụ IPO kỷ lục, làm gia tăng thêm sức ép lên các nhà đầu tư. Trước đó, giới đầu tư đang bị thu hút bởi những doanh nghiệp thuộc nền kinh tế mới, bởi sự năng động của họ. Tuy nhiên, bây giờ, chúng tôi sẽ phải tính toán lại các rủi ro từ những quy định mới. Đây cũng là sự thay đổi đáng kể so với quan điểm không can thiệp trước đây của Trung Quốc đối với giới công nghệ. Trong đó, các hành vi như lợi dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng, thiết lập liên minh tiêu diệt các đối thủ cạnh tranh hay bán phá giá dịch vụ sẽ đều phải chịu án phạt. Quy định này cũng siết chặt lại phương thức thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong dài hạn, công nghệ Trung Quốc vẫn có thể thích nghi tốt khi họ đã nhiều lần đứng trước thách thức từ các thay đổi pháp lý trước đây. Khi giới công nghệ là động lực tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế, thì họ cũng được giới chức theo dõi kỹ hơn. Dự thảo mới có thể thúc đẩy hệ sinh thái Internet lành mạnh hơn, tăng tính cạnh tranh và trách nhiệm của các công ty công nghệ Trung Quốc. Dự thảo quy định mới sẽ còn được đưa ra lấy ý kiến cho tới cuối tháng 11 này. Tuy nhiên, đây cũng là minh chứng cho thấy xu thế thắt chặt các quy định đối với các hãng công nghệ toàn cầu, ngay cả với những đầu tàu công nghệ như Mỹ và Trung Quốc.